cựu sếp Siam Commercial Bank được đề cử vào Hội đồng Quản trị TCBS. Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ thương TCBS vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023 AGM 2023. Theo đó, Hội đồng Quản trị TCBS trình kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu hoạt động đạt 4.654 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 2.000 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,7% về doanh thu và 34,4% lợi nhuận so với thực hiện năm 2022. Trong năm 2023, ban lãnh đạo TCBS cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược Wealth tài chính công nghệ, hướng tới mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng lợi nhuận và 5 tỷ đô la Mỹ vốn hóa vào năm 2025. Trước đó, công ty chứng khoán này đã công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá hơn 10.000 tỷ đồng theo lộ trình chiến lược 5 năm. Sau kế hoạch này, vốn chủ sở hữu của TCBS dự kiến vượt 21.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn dự kiến thực hiện vào cuối quý 2, đầu quý 3 năm 2023, ban lãnh đạo TCBS cho hay. Hội đồng quản trị TCBS còn dự kiến trình AGM 2023 thông qua việc bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với 6 thành viên. Theo tài liệu công bố, có 5 trên 6 ứng viên là thành viên hội đồng quản trị đương nhiệm của TCBS, bao gồm ông Nguyễn Xuân Minh chủ tịch hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, ông Phan Thanh Sơn, ông Darren Neil Buckley và ông Alexander G. Charlie Emmanuel Marquez. Ứng viên còn lại trong danh sách này là ông Kalyan Aram Ansivara Makrishnan. Cùng với hội đồng quản trị, AGM 2023 của TCBS sẽ tiến hành bầu thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với 3 thành viên là ông Đặng Văn Khải, bà Hoàng Thị Kim Cúc và bà Lê Thị Thu Hương.